Hello, A Bằng, A Ngãi và A Tiến. Xin chào quý bà con, cô chú anh chị nha. Nói chung là ngày hôm nay là tiếp tục nói về anh ăn xin và những cái con thú cưng, những con thú cưng của anh xin. Thì cũng nhờ các anh em hôm nay cũng đã lên tiếng để dạy cho anh ăn xin cái cách là biết lên nói chuyện với bà con của chúng chị em. Thì anh ăn xin là ngày hôm nay đã đổi cách xưng hô rồi, nói chung là cũng ngoan, cũng biết nghe lời. Nhưng mà hôm qua thì tiếp tục là thấy anh xin cùng với là những con thú cưng của anh xin tiếp tục lên để tấn công chị Giao, và thậm chí là còn nói xấu các anh em nữa. Thì hôm nay là A Bằng cũng lên một cái clip, A Bằng với anh em đây cũng lên cái clip để gửi đến là cho anh A Xin. Cái vấn đề thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây là cái ngày hôm qua thì A Xin lên ba cái clip liên tục. Một cái clip là quay gì cái gì đó cái chị gì ở Tây Ninh, và để cái tiêu đề là CA Bình Dương. Cảm ơn A Xin. Tôi cũng cố gắng, tôi vô tôi ngồi tôi nghe, tôi nghe từ đầu tới cuối, tôi nghe cái chú CA nào mà cảm ơn anh, nhưng mà cuối cùng tôi chả nghe được cái gì hết trơn. Và cái độ mà hôm nay là câu quê của anh thì nó đạt đến cái đỉnh nè, thượng thừa, tới A Bằng ở đây mà còn phải chào thua anh đó, anh A Xin. A Bằng, A Ngãi, A Tiến đây còn phải thua về cái độ xộn lào của anh. Anh nói người ta mà anh giờ anh còn hơn người ta nữa, quá đẳng cấp. Hôm qua thì cho gì người người thân của Bắc Nơi, bữa nay tới CA Bình Dương cảm ơn anh. Mai mốt là anh chắc A Xin đoạt giải thưởng, bạn ơi, hỏi giải thưởng gì, chiếc lắc bạc. A Xin đoạt giải thưởng, đoạt giải thưởng chiếc lắc bạc. Rồi cái thêm clip nữa, anh nói thiệt câu quê câu like lắm. Cái gì thông báo bà con tin vui của em hai chị Kim Hà đó, cuối cùng quay ở Đồng Tháp, quay nguyên một nhà đó, ngồi uống nước thì nói câu chuyện giúp đỡ rồi đó. Tôi nghe từ đầu tới đuôi tôi không thấy, ủa chuyện vui của Kim Hà là chuyện gì em, vậy mà cũng đăng lên cái tiêu đề được, thấy không? Vậy mà anh đi nói là anh em của tụi tôi đây là chuyên gì, đăng tin sai sự thật. Nhất là A Mì, tội nghiệp A Mì thiệt, không biết là năm nay năm xui tháng hạn gì của A Mì, không biết đi tới đâu người ta cũng nói, người ta coi thường, người ta coi rẻ chứ thiệt chứ trời ơi. Nhiều khi á đi mà gặp mấy anh chị mà quen á, hồi xưa ta nói gặp mình y như là coi mình như là người nổi tiếng vậy, trời ơi tay bắt mặt mừng. Tới nay A Mì hỏi mấy tiếng, 3 4 tiếng người ta ngoảnh mặt làm ngơ luôn. Trời ơi tội A Mì của tôi Ừ, hết người sức. ta nổi tiếng. Tội A Mì tôi hết sức. Tới A Xin á, A Xin mà gọi như là cái dạng như là cóc ké luôn á. A Xin mà còn phải điện thoại cho A Bằng để mà năn nỉ xin đi theo mà. Đó, mà bây giờ A Xin còn không coi A Mì ra gì nữa mà. Thấy không? Mà A Bằng đây là anh em út của A Mì, thì theo A Mì. Em út đó nha. Mà A Xin còn điện thoại năn nỉ em út của A Mì, mà tới gặp người ta thì A Xin nó đạp A Mì xuống. Cắm đầu xuống luôn. Đạp cắm đầu xuống luôn. Đó. Thiệt thiệt sự là mắc cười anh A Xin này quá trời quá đất. Rồi anh báo tin vui gì của chị Hà, tôi có thấy tin vui gì đâu. Hả? Anh toàn nó láo nó xạo. Rồi mới đây nhất là anh có đăng tải thêm một cái clip nói gì, dao hai lưỡi. Cái clip để cái hình ảnh của chị Giao và để cái tiêu đề là Giao ơi, sống hai lưỡi không tồn tại đâu em. Để hình chị Giao nghe, cái này tôi chụp lại rồi. Tôi có luật sư rồi, tính lưu lại hết trơn rồi. Tôi chuyên viết đơn mà anh nghe lại đúng không? Tôi chuyên viết đơn mà, thì anh nói là Giao ơi, sống hai mặt không tồn tại đâu em. Để hình của chị Giao lên Giao hai lưỡi và chỉ thẳng mặt. Thì tại sao anh không làm chỉ thẳng mặt tôi nè? Chỉ thẳng mặt A Ngãi, A Mì rồi nè, mà chỉ thẳng mặt cái người phụ nữ trong khi người ta đang có con bụng mang dạ chữa vậy. Anh cũng lên anh tấn công người ta, anh nói anh đưa cho cái bà là người đó miền gì anh em, bà đó là ở đâu, người dân tộc hả? dân tộc Nói chung là cái cô đó thì là người vùng cao đúng không, dân tộc mà người Khmer. Khmer ha, có thể là cô không có theo dõi kỹ cái câu chuyện đó, cho nên là cô bị Nga Sin này nó dẫn dắt, hoặc là cô có thiếu tiền thiếu nợ gì của Nga Sin.
chứ không có ai mà đi lên mà để mà chửi em Giao cả. Thì nó thật sự là câu chuyện của Giao là một cái câu chuyện mà nhiều người người ta rất là đồng cảm. Cái phận mà nữ lưu, mà cái cô đó là cô cũng đàn bà phụ nữ, mà sao cô cũng đi bên vực đàn bà phụ nữ mà cô lên để mà cô nói xấu một người phụ nữ trong khi người ta đang là bụng mang dạ chữa. Tôi không biết đặt cái người mình vào cái trường hợp cô, vào cái trường hợp của em Giao thì cô không biết tôi nghĩ, cô nghĩ như thế nào. Mà thật sự tôi nói A-Xin là một cái người đàn ông tồi, một cái thằng tồi, không có đáng xứng đáng làm cái anh em của xã hội, trong khi gặp Giao thì anh không dám gặp để mà ba mặt một lời, mà anh chơi hèn tới cái mức là anh đi nói xấu sau lưng một người phụ nữ, rồi sau đó là anh đưa đàn bà phụ nữ lên chửi. Rất xấu, anh chơi vậy rất xấu, rất xấu anh Xin à. Tôi thật là từ xưa tới giờ tôi đi chơi ngoài xã hội thì cũng mười mấy chục năm, mười mấy năm rồi, tôi gặp nhiều loại người mà cái loại người mà vừa dơ vừa xấu bẩn bựa tôi mới gặp người nha anh. Ở anh có giò rửa anh đi xích xích phải rồi anh nằm vòng nhà không, anh đi xe bốn chỗ không, chứ anh đi xe Honda chắc anh không còn giò nào. Tó nạn tó đi thiệt luôn á, chơi gì đâu mà xấu xa quá. Rồi nếu mà thật sự anh mà không có cái vấn đề tiền bạc, tiền vé máy bay của Giao thì tại sao anh không dám gặp Giao để mà ba mặt một lời cái chuyện tiền bạc, tiền vé, rồi những cái việc mà em nói anh ABCZ gì đó như thế nào đó, đối chất ba mặt một lời, không phải ba mặt đâu, nhiều mặt lắm, mười mấy hai chục mạng người đó, chứ không phải là ba mặt. Người ta sẽ nói hết tất cả, tại sao anh không dám mà anh bây giờ anh lên anh đưa người này người kia lên để anh nói. Rồi chưa kể là anh còn xích những con thú cưng của anh lên mà nói, đặc biệt là cái thằng chích heo, cái ông mà chích heo thú y đó, thì có lên một cái clip cũng tới nay, nói chung là bữa nay đi cũng học được của A-Xin rất nhiều rồi, học được A-Xin cũng dốc láo bà con rất là nhiều rồi. Cái kênh của anh thì tôi anh là được A-Xin cho cái kênh đó đúng không? Kênh đó là đáng là kênh của Phúc Râu đó, kênh của anh Phúc Râu đó. Rồi cuối cùng là anh gọi như trung thành hơn, gọi như là ngoan ngoãn hơn, đi theo để mà ẵn ở quăng khúc xương đâu là lụm đó, cho nên là anh được cái kênh. Thì mới lên một cái clip là tin nóng đã tìm thấy vật chứng xà lan đổi nghề đi bốc lịch đó. Trời đất ơi, vật chứng gì anh? Tôi cũng gắn vô tôi ngồi tôi coi coi anh tìm được cái vật chứng gì. Ai ngờ anh tìm được cái gì anh tìm được cái quần đúng không? Anh tìm được cái quần của bà con tặng cho A-Xin để đội lên đúng không? Tôi nhớ có cái phút thứ 9 là anh nói gì bây giờ là những con gì quên rồi, cờ hó đúng không, những cờ hó là đi theo để quẩy đuôi với thằng Tấn là Tấn quăng cục xương để bay vào gặm bà có một số con cuốn bây giờ là nó sủa những cái tiếng sủa yếu ớt. tôi nghe anh gọi nói tôi lại liên tục, ủa ông này cũng tự chửi mình ta, ông này ông tự cắn mình, ông tự chửi mình trời. Tại vì sao? Tôi nói cho anh nghe, tôi không biết là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là tôi thấy anh mới giống như là một con cuốn ngoan để đi theo và bở đít rồi liếm của thằng A-Xin. Tôi nói anh vậy đúng không? Tại vì ở đây tôi nói thẳng là không biết là mấy anh em kia như thế nào, chứ em ở đây đi nịnh lợi liếm đó, thì bởi vậy em mới nói là ông ngồi ông nói là đi theo thằng Tấn để nó quăng những cục xương những con cút. Tôi nói ủa ông này như tưởng ông chửi mình luôn á, tại vì sao ông đi theo ông liếm A-Xin để A-Xin quăng cho cái kênh đó, là ngồi sổ mướn cho nó, thì ông đang tự ông chửi mình chứ ông chửi ai. Tại vì sao? Ở đây là anh em của A Bằng, A Mì, A Ngãi, A Tiến, là tất cả anh em đây không có bợ nào hết trơn á, thấy không? Làm là làm độc lập, không có bợ. Kể cả anh Tấn tôi nói thẳng luôn, Tấn là chỉ nhờ tôi thôi chứ tôi không bao giờ nhờ anh Tấn, nó thẳng là vậy luôn á. Nhưng mà tôi nói cái nào sự thật ra sự thật, chứ tôi không có mà thấy cái vấn đề mà cái sự việc như vậy đi bẻ công, đi bẻ lái dư luận. Tôi không có binh vực là Tấn xà lan, nhưng tôi chỉ nghe theo pháp luật thôi. Mấy anh nói bây giờ chỉ có những con cuốn sủa yếu ớt, anh Chính nói anh luôn. Ủa bữa hổm chính ông chích heo, ông với thằng A-Xin hai thằng ngồi nói rất mạnh mẽ về vụ của chị Hà, nhưng mà ngày hôm sau ngồi yếu ớt nói thở không ra hơi vậy. Ủa vậy có phải mấy anh mấy là những... có phải mấy anh là những con cuốn yếu ớt không?
Ủa anh thấy tôi ngày nào mà tôi lên tôi không nói mạnh không? Mấy anh mới là những con cún yếu ớt. Nói như vậy tôi nói thẳng luôn, chích heo. Chứ đừng có nó ngó ngon nè, kêu thẳng tên tôi nè nói. Chứ đừng có mà ngồi đó mà nói hu, nói vượng, nói ẩn ý, ẩn dụ mẹ vậy chứ. Còn có ngon á, nói thẳng luôn, thằng xin có ngon lên ngồi chửi thẳng dao. Đó, chửi thẳng cái dao. Ừ, con này là ừ nó như vậy đó, nó chơi mai thí vậy đó. Thắt lọn này cái như kiểu nước ngoài đó, như kiểu Mỹ cái gì đó à, những người bệnh ta nghe nó đấm thì không gãi răng mới sợ đó xin à. Chứ cái thứ hai là mày lên mày ngon lên mày nói, mày nói thì biết đá biết vàng liền, chứ đừng có đưa người này người kia mà mày nghĩ là mày đưa người này người kia lên xúc phạm người ta là mày không sao hả? Ừ, ê, sai lầm rồi xin, lầm to rồi à, lầm to nghe. Bữa nay ngon nó ngồi lên mà nói đi, có gì có tin vui rồi có kết quả gì đó, tìm được vật chứng gì đó đâu lên rồi nói trời ơi bà con ơi tin vui rồi, mò được rồi, lên đó nói đi. Trời đất ơi nghe nó mắc cười, nghe được cười hết sức à, những giấy trôi nổi hả, những giấy tờ, những giấy trôi nổi tấn điện. Ô tôi có nói gì đâu, tôi có biết tôi đã nói tôi bình luận trên màn, tôi có nói gì anh đâu à, trời, tôi có nói gì anh đâu, tôi biết gì đâu. Giống như anh xin nói vậy á, nuốt trúng cục xương mắt có độc rồi. Ừ. À, giống như anh xin hiện tại giờ là nuốt trúng cục xương. Nuốt trúng, đúng rồi, nuốt trúng cục xương có độc rồi, ha. Độc ngày xương cá nóc rồi. À. Ừ. À, đừng có như vụ mắt xương cá đó, mắt xương cá đi á. Nó trời ơi, nói người ta mà không phải xem lại cái bản thân của mình, chính cái bản thân của mình. Đó, cái ông mà chích heo là cái người đi bợ. Đi bưng đi bợ, đi nịnh bợ người ta để có được cái kênh à, tại vì chích heo bây giờ cũng ế rồi, đâu có ai mà thèm chích, thấy không? Đi nịnh hót từ cái, những cái ngày đầu à, người ta thấy người xin tới là bắt đầu thấy người ta là bắt đầu mò mẫm tới giới thiệu. À tôi đây là bạn Sách Thanh với chị Hà nhé, là tôi giờ tôi không tin ai làm chứng à, thì giờ kia ông nhảy xuống cái chỗ tìm được chị Hà đó, xuống dưới coi chị Hà bà làm chứng ký tên rồi đó, đem lên ở tên này bạn nè. Trời ơi, lại mò đó rồi giới thiệu làm thân làm quen rồi sau đó đi với A Xin để đi làm mướn ha, cái thân đi làm mướn, đi nịnh bợ người ta để có được cái kênh kiếm tiền mà không biết thân biết phận. Còn lên nói gì nhìn thằng Tuấn dục xương ra là mấy con chó nó bâu vào nói tự mình chửi mình luôn mà tiệt, không biết nhục, không biết nhục nhã là gì. Em cứ theo thiệt, tôi thấy ông mà ông trường cái mặt lên trên mạng của cái này chắc con cái, nếu mà tôi mà là người thân gia đình của ông là hôm nay tôi kêu ông đi về rồi ha, kêu ông đi về rồi. Cái mặt ông bị làm từ thiện gì, người ta nằm ta thôi thớt mà vô nói được, trời ơi này bệnh nguy kịch rồi, sắp chết bệnh nguy kịch sắp chết rồi. Coi ăn gì được ăn đi, mấy mặt mấy cha mà đi làm từ thiện mấy ẩu á, mà ông có gặp tôi mà đúng không, biết mà à, biết ở đây mà ha. Nên là đừng có vào cái vấn đề mà là đi tấn công phụ nữ rồi người già những người cô thế, bỏ đi mà làm người ha, bỏ đi bây chả làm được gì cho cái xã hội này, nói chân nói thiệt chứ tối ngày cái giỏi đó mà lên mà trường cái mặt ra mà nói ha, chứ người ta tối ngày đi rình đã cứ đợi người này người kia điện thoại ghi âm lại chửi nói. Thằng Xin là một cái thằng rất là tồi, nói thẳng mặt mày luôn á Xin, rất tồi, chơi hèn lắm. Có ngon á, có ngon lên bóc con dao đi ha, à, có ngon lên chửi con dao đi á à, người ta ở nhà đó người ta đang đợi anh xuống, nói chung là dao vẫn cảm ơn anh để câu chuyện là anh cũng có vô để anh là anh đi theo để anh hỗ trợ là tinh thần để nói chứ đừng có bú view nói vậy cũng kỳ và tẹt quá cũng ngại. Tôi nghe nó cái doanh thu anh tháng rồi là cũng cao lắm á ha, 4.800 là cả trăm rồi, cao lắm đó à, không biết là ai phải cảm ơn ai. Tôi nói thiệt, ai phải cảm ơn ai trong câu chuyện này là hôm qua lại đây là mấy anh em cũng chia sẻ rồi, đừng có nói cái chuyện mà người nào phải tạ ơn người nào, đây là cái câu chuyện cộng sinh à, anh có tiền anh có người giúp đỡ thì tôi đây quay được câu chuyện con chia sẻ lên thì bà con ủng hộ kênh tôi, và tôi cũng có tiền, tôi cũng có view, tôi có tiền, phải cảm ơn anh. Không có anh thì cũng có người khác giúp đỡ, mà anh trả giúp đỡ con mẹ gì, tới bây giờ 4.000 vé máy bay, 4 vé đi về anh còn chưa trả anh ta kìa nha. Người mấy anh em kia người ta trả hết rồi, tại sao anh không trả? Ủa anh mặc dày quá vậy hả, tôi phải nói anh vậy luôn hả, anh mặc dày dữ vậy hả? Có mấy bao nhiêu tiền đâu mà không trả được mà ngày hôm nay lên nói người ta là dao hai lưỡi này cái nọ
Trời ơi, sống ở đời tôi nói thẳng bà con, mai mốt thấy thằng xin ở đâu đừng có mà nó lại quay. Nó quay là banh chành hết à, nó quay là banh ta lông hết, không có còn cái gì hết trơn. Nó vô nó quậy te tua hết. Ở đây có một cái khán giả gần nhà thằng xin nè, cũng có bình luận trên kênh nè, đọc cho bà con nghe coi. Cái khán giả này hả, nó từng lấy vợ của bạn tôi, khiến nó bỏ đi tới giờ chưa về. Thằng xin này ghê lắm, nó mà bước qua Vũng Tàu tôi sẽ cho nó biết. Mấy năm về trước nó từng cặp với bà 68, nó ăn hết tiền người ta rồi phá hoại gia đình người ta. Thối, nó làm thuốc gì, thằng xin này nó không có đạo đức gì đâu. Một cái bình luận của Tinh Võ gì đây, 4394. Nói chung là cái bình luận này thì ở trên kênh thì mình cũng không xác định được là có cái thông tin cái sự thật này hay không. Thì mình phải liên hệ trực tiếp để gặp cái người này để mà có thể làm rõ hơn cái câu chuyện. Nhưng mà cái vấn đề đó có lấy vợ hay là quen bà 68 này kia tôi không biết. Tại vì nếu như mà trong cái khuôn khổ bà kia không có chồng thì ông này chưa có vợ thì quen vẫn được. Còn cái chuyện mà lấy vợ người ta là trái với đạo lý bình thường rồi thì nói chung là mình là trong cái góc độ không biết là có hay không. Nhưng mà nếu có thật sự thì cái anh này nè, cái anh mà mới có bình luận đó thì cứ liên hệ trực tiếp đó, để mình gặp nhau để mình trao đổi. Chứ bây giờ mình luận qua mạng thì mình cũng không biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi nghe nói là anh xin chơi cụi với người ta dạng như thục bi da đó, đó mày thục bi da mà bắt độ đó, thục bi da mà bắt độ đó thì anh bắt tay với bên kia là anh thục thua ăn hai đầu đó. Ừ, co đó, ăn hai đầu cái đó là có. Đây nè, cái doanh thu của nó nè, là nó là 4.486 đô. 4.000 đô. Nó nhiều hơn 3.700. Mỗi tháng thường thường của nó là chỉ có 330, và cao nhất là 710 đô nè. Nhưng mà tháng mà quay chị giao là lên tới là 4.486 đô, thì tức là nó kiếm là 60-70 triệu. Đúng rồi, 60-70 triệu rồi câu chuyện chị giao. 4.000 đô là gần 90 triệu rồi. Nếu mà 4.500 đô thì nó gần cả 100 triệu rồi. Mà nghĩ đi à, rồi ai giúp ai đó thì ai giúp ai. Không chỉ chị giao không, còn chị Hà nữa, chị Hà những tháng trước nữa đó. Thì ở đây là thấy ai giúp ai rồi, ai xin có bỏ đồng bạc nào ra để giúp cho giao chưa. Mà nói trong lúc bây giờ, nói chung là hiện tại bây giờ người ta đang khó khăn thì người ta cần cái sự hỗ trợ, thì anh chị nào thương thì giúp, không thương thì thôi. Chứ nói những lời gì cay nghiệt, ủa tụi bay có bỏ ra được đồng bạc chó nào cho người ta chưa. Đúng rồi. Nói à, nhất là những cái người khán giả mà bình luận mà đi hùa theo, tôi ghét những người đó gì đâu. Chẳng sao, mình á, mình chưa chắc gì mình đã tốt à, mình đã là mình đã tốt được cái gì chưa mà vô mình nói rồi mình đã đò bỏ ra được xu cắt bạc nào chưa mà vô đó mà hùa theo. Mà nói phải chi đúng, nói có tình có lý mình cũng ok chấp nhận. Còn có người nói ở đây nói gì tụi mình là gì, tầm nhìn hạn hẹp à, chúng tôi tầm nhìn hạn hẹp mà chúng tôi á dám xuất hiện cái mặt trên xã hội như thế này. Còn á có cái người tầm nhìn cao à, dám tuyên bố mạnh là chồng cái quần lên đầu, nếu như mà tướng không có tội tôi còn sống chồng quần đầu tôi, xóa kênh rồi đi ra khỏi nước Việt Nam đó à, rồi nói là thua là phải chung à, nhưng mà chả làm được gì, rồi nói giúp hứa giúp đỡ gia đình ta chẳng có làm được gì. Ủa sao ngày hôm nay mà tầm nhìn cao rộng quá à, rồi cái vụ chị Hà không có làm giúp gì được cho người ta hả à? Anh tôi thấy là anh không vào những câu chuyện nào chẳng giúp gì được, chỉ quay kiếm view thôi. À, cuộc đời anh nói thẳng là anh đã không còn bước chân vào để mà đi được với anh em tôi rồi. Nói thẳng vậy, anh em mình cũng còn gặp nhau dài dài trên những cái trend. À, thì A Mì hồi sáng cũng đã nói, anh em này cũng đã nói cái chỗ nào mà ngon á. À, mà đừng có bu vô gặp đây gặp vô thế nào cũng có chuyện à. Nói thẳng cho biết vậy. À, anh em nói chung mình đi quay mình cũng không muốn kiếm chuyện. À, cũng muốn là tất cả là vui vẻ nhau để chia sẻ câu chuyện. Thì mình vừa chia sẻ câu chuyện mình giúp đỡ cho mình, bản thân mình trước nè. Trước tiên là mình làm cái gì bản thân mình trước nè, sau đó mới tới bà con mình giúp được gì mình giúp. Nhưng mà đừng có lúc nào cũng mở miệng ờ tôi là người giúp đỡ, tôi là người có công này công kia đó, mắc mệt rồi. Mình cuối cùng lại mình là gì, một thằng YouTube. Cuối cùng lại là gì, mình cũng là một thằng YouTube thôi đó, chứ cũng không có khác hơn được gì. Tôi nghe nói kỳ anh còn làm giả cái thẻ nhà báo vậy, có không ta à, có không, còn giới thiệu là phóng viên nhà báo gì đó. Ừ, đi làm cái gì à, gì hiệp sĩ.
hiệp sĩ lại giận ta hai bập tay xong đóng phạt luôn, hết về hiệp sĩ rồi qua kết nối yêu thương luôn. Hết hiệp sĩ múa giỏ rồi mà cuối cùng ra lại dò đi cà nhắc này nè á, xong tát ta bập tay về qua kết nối yêu thương thua. Đi qua câu chuyện xã hội luôn, nhục cho anh à, cái quá khứ ai không có quá khứ, thấy không, ai không có những cái chuyện mà không tốt đẹp hẳn là tụi tôi đây cũng đâu có nói mình sạch, nhưng mà tụi tôi chưa sống dơ với ai hết trơn, thiệt mình không có sạch, nhưng mà chơi cái nào ra đó tiền bạc là sòng phẳng rõ ràng rõ nét, không có chơi mà thiếu chạy ha, chơi ăn giật ăn chạy ha, cái nào ra cái đó. Nó thiệt là ở đây có câu view thiệt, nhưng mà cũng không có dựng chuyện tới cái mức độ như anh. Nó chưa bao giờ mà tụi tôi giúp hoàn cảnh mà tụi tôi đi nhận công nhận cái gì hết trơn, nó thiệt luôn á, nó thiệt cho anh, từ xưa giờ mấy anh em đi giúp hoàn cảnh chưa có bao giờ mà nhận công là chúng tôi là cái công này công kia chứ không có đâu, có anh là chuyên gia luôn á. À, bớt đi bỏ đi, rồi kể cả ăn chích heo cũng vậy nữa, chích heo cũng già cả rồi, thế làm YouTube kiếm tiền thì cũng mình cũng không có nói gì đi, nhưng mà ông nhắm ông làm được bao lâu, tôi nói thẳng với ông vậy, qua cái vụ này là ông làm được cái gì đó để tôi coi. 3 tháng là tôi tiên tri ông là 3 tháng nếu mà xin nó bỏ rồi là chừng 2 tháng là nó nghỉ đóng kênh dẹp, chứ có làm được cũng mẹ vậy chứ á. Ha, chỉ giỏi về chích heo thôi, không làm được gì. Chó mình mới là cái loại chó gặm xương á, nói thẳng luôn vô mặt vậy á, chứ không, tôi không nói mé mé gì trơn. Đi bỡ đít người ta à, đi năng đi gì à, đi theo đặng mà gọi như là sống luồn cuối à, quỳ lại người ta để xin từng cái view về để kiếm chén cơm ăn, mà lên đây mà nói người ta là gì, quăng những cục xương ra gặm, nói ra mà không biết nhục là cái gì. Ha, hãy tự bước đi trên đôi chân của mình đi nghe, thằng chích heo gửi lời cho mày đó á, nóng rồi đó, nếu mà có giỏi có ngon thì ngồi trực tiếp nàng xin với tụi bay tập hợp lại đó, là ngồi đó bóc dao đi, tôi đang đợi nè, anh em tôi đang đợi nè, coi coi anh có dám bóc chiếc dao không ha. Rồi thì hôm nay chia sẻ đến đây, rất cảm ơn bà con đã theo dõi kênh của An Ngãi A Tiến, như là các anh em đây quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để chia sẻ cho nhiều người cùng biết nữa, nhấn chuông rồi khi nào mà thông báo đăng clip nó sẽ thông báo cho bà con. Rồi xin chào quý vị nha. À vâng, cuối video thì em xin phép được quảng cáo 3 mặt hàng mà trên kênh của em đang bán. Thì đầu tiên đây là tôm khô được phơi khô từ nguyên liệu 100% con tôm đất sống, 100% thiên nhiên, không hóa chất, không chất bảo quản, không chất tạo màu. Thì tôm khô này có thể ăn sống ngay, không cần chế biến, hoặc có thể nấu canh, nấu mì gói, rang với thịt, ăn với cơm, rất ngon. Quý khách có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình. Trên tay em là một bịch như thế này là 1 ký 2.3 triệu bao ship, em vẫn ship nửa ký cho cô chú anh chị em quan tâm. Rất ngon thưa cô chú anh chị, 100% là con tôm đất thiên nhiên. Và tiếp theo trên tay em đây là chai nước cốt nhào ủ đường, 100% từ trái nhào, nguyên cốt nhào nguyên chất thưa cô chú anh chị, được ủ từ trái nhào chính. Công dụng của nước cốt nhào ủ đường này là trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, rất tốt cho người già. Một chai như thế này là 1 lít 300 ngàn bao ship. Quý khách có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình.